Xin chào các bạn, hiện tại thì Hảo đang có mặt tại không gian tập luyện của một ban nhạc chuyên nghiệp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem các bạn ấy đã chuẩn bị những gì cho buổi biểu diễn nhé. Vâng, xin chào các bạn. Chào chị ạ. Không biết là chúng mình là ban nhạc của chúng mình có tên là gì ạ? Dạ, ban nhạc của bọn em là ban nhạc UGC ạ. UGC đúng không ạ? Và cho mình hỏi là trước khi một cái buổi trình diễn thì các bạn phải tập luyện rất là nhiều đúng không? Vậy thì để có một buổi trình diễn hoàn hảo thì theo các bạn đánh giá thì chúng mình sẽ phải cần những cái yếu tố như thế nào? Vâng, thì để có một buổi diễn hoàn hảo thì theo như em thấy thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều những cái yếu tố. Thì có thể là yếu tố môi trường, yếu tố thời gian luyện tập, rồi thì yếu tố sân khấu và yếu tố âm thanh, thiết bị âm thanh, rất nhiều yếu tố ạ. Rất nhiều yếu tố để chúng ta có một cái buổi trình diễn hoàn hảo đúng không? Vậy thì theo các bạn đánh giá về yếu tố các thiết bị âm thanh thì nó đóng góp vai trò như thế nào đối với ban nhạc của mình ạ? Dạ vâng, thì thiết bị âm thanh là một trong những yếu tố mà được coi là rất là quan trọng trong cái việc mà để có một cái buổi diễn thành công. Thì thiết bị âm thanh thì không những là mình để có thể mang lên diễn, thiết bị âm thanh thì mình cũng cần để có thể là cho những buổi mình tập, mình kiểm tra xem là những cái phần setup nhạc cụ của mình hay là những cái phần mình hát nó có ổn hay không. Và thiết bị âm thanh là một cái phần mà không thể thiếu được trong cả những cái buổi luyện tập và cả buổi trình diễn đúng không ạ? Mình và chắc hẳn là rất nhiều bạn khán giả cũng tò mò rằng là những cái thiết bị âm thanh mà các bạn sử dụng để tạo những cái buổi trình diễn như thế nó là những cái model, những cái loại âm thanh như thế nào. Thì ví dụ như là dòng loa đi, thì thường mình sẽ dùng những cái dòng loa như thế nào cho buổi biểu diễn ạ? Dạ vâng, thì loa thì có rất là nhiều dòng, nhưng mà ban nhạc của bọn em thì sử dụng là dòng LX200 của Electrovoice. Và bọn em đấy là một cái loa rất là bền và đã theo bọn em trong suốt những cái chương trình biểu diễn rồi những cái sân khấu lớn nhỏ. Wow, đó là một trong những cái thiết bị mà các bạn sử dụng và đó cũng là một trong những phần góp phần tạo nên những cái thành công của buổi biểu diễn đúng không ạ? Ok, và rất là cảm ơn những chia sẻ của ban nhạc UGC. Và bây giờ thì mình sẽ xin nhường lại cái sân khấu để cho các bạn có thể tập luyện. Và chúng ta sẽ cùng chờ đón những một tiết mục âm nhạc tuyệt vời đến từ ban nhạc UGC nhé. Thành phố đã về đêm, đồng hồ như chậm thêm con đường nằm giữa câu hát bình yên. Mặt trăng trốn trên màn đêm gần nơi mây gió bước cùng đôi. Nàng tiểu thư ơi làm ơn đừng vào trong giấc mơ tôi. Người quá xa xôi. Tôi đem thời gian của những kẻ si tình vui tình yêu vào trong gối chăn mềm. Tôi đem thời gian của những kẻ mơ hồng một hình dung xanh sao hao mòn. Ngoài những bức tường nếp nhà là cả thành phố đang xoay trong câu chuyện của riêng mình ngọt ngào và cô đơn. Để lại những dấu vết thời gian màn đêm miên man. Để lại những dấu vết thời gian màn đêm miên man. Cảm ơn các bạn vì một màn trình diễn vô cùng cảm xúc vừa rồi. Và cái bài hát vừa rồi thì đã được truyền tải đến cho các bạn khán giả với một âm thanh chất lượng vô cùng tuyệt vời thông qua cái sản phẩm đó là Electrovoice Portable LX200 mà các bạn vẫn hay sử dụng trong các buổi trình diễn đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu và đánh giá về sản phẩm Electrovoice Portable LX200 nhé. Loa LX200 thì có khả năng tái tạo âm thanh và mang lại cho chúng ta một chất âm vô cùng chuyên nghiệp. Và đặc biệt là với sản phẩm này thì chúng ta có thể dễ dàng theo dõi và điều khiển thông qua ứng dụng di động. Và để đáp ứng tốt các nhu cầu của người dùng khác nhau thì Electrovoice còn cho ra hai phiên bản, đó là loa active và loa passive, tức là tích hợp âm ly và không tích hợp âm ly. Hôm nay thì mình có 3 sản phẩm thuộc phiên bản active, tức là tích hợp sẵn âm ly. Ở đây mình có đó là sản phẩm loa LX200-12P, LX200-15P và loa siêu trầm LX200-18SB. Về cơ bản, ngoại hình của 3 sản phẩm loa này thì khá giống nhau, để khác nhau về kích thước và công suất. Để miêu tả một cách đơn giản và chính xác nhất về 3 sản phẩm loa này, chúng ta có thể sử dụng từ đó là đơn giản và tinh tế. Như các bạn có thể quan sát thì vỏ ngoài của loa thì được sử dụng đó là lớp nhựa cao cấp, nhẹ nhưng vô cùng bền và chắc.
Màng loa thì được thiết kế từ thép không gỉ, chống va đập, chống xước và giúp tản nhiệt tốt. Đặc biệt với sản phẩm loa siêu trầm thì có thùng loa được làm từ gỗ cao cấp và có độ dày đó là 15mm. Mặt sau của loa là hệ thống chất cắm được bố trí rất hợp lý và khoa học. Loa được thiết kế thêm hai tay sách nằm ngang và phía trên, giúp dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc di chuyển và lắp đặt. Sản phẩm có hai màu trắng và đen phổ biến hơn, cũng như hai phiên bản có Bluetooth và không Bluetooth. Và một đặc điểm cơ bản để chúng ta có thể phân biệt giữa ba sản phẩm loa này đó là kích thước và trọng lượng. Về kích thước thì lần lượt đối với các sản phẩm đó là 12, 15 và 18 inch. Và trọng lượng lần lượt của ba loại loa này đó là 15, 18 và 29 kg. Về tính năng, cả ba chiếc loa thuộc phiên bản Active này đều được trang bị một bộ khuếch đại Class D mang hiệu suất làm việc cực cao, công suất hoạt động liên tục lên tới 1200W. Tích hợp thêm công nghệ QuickSmart DSP đem lại cho loa một chất âm cực hay và truyền cảm. Loa có giải tần kéo dài nên mô tả được nhiều giải âm thanh khác nhau một cách chi tiết và trọn vẹn. Hệ thống tản nhiệt vô cùng thông minh với củ loa độc đáo cho âm thanh chân thực mạnh mẽ. Khả năng tương thích mạnh mẽ, linh hoạt và chuyên nghiệp, dễ dàng kết nối với nhiều thiết bị. Đặc biệt, cặp anh em LX212B và 15P có góc phủ âm rộng đến 90 x 60 độ, giúp thiết bị có thể đem lại âm thanh khuếch đại đến mọi không gian. Với loa siêu trầm LX218SB, cũng như những người anh em cùng chức năng trong dòng LX200, sở hữu chất âm mạnh mẽ và đầy uy lực, dễ dàng làm hài lòng bất kỳ khách hàng nào, kể cả những người có đôi tai khó tính nhất. Loa có độ nhạy cao, trở kháng tiêu chuẩn nên dễ dàng kết nối với các thiết bị khác. Hoạt động rất bền bỉ trong nhiều giờ đồng hồ liên tục hoặc trong biểu diễn kéo dài. Với những đặc điểm và tính năng ưu việt mình kể trên thì dòng sản phẩm loa Active LX212P, 15P và 18SP thực sự là một trong những dòng loa vô cùng thích hợp để chúng ta có thể lắp đặt được cả trong nhà và ngoài trời. Đây sẽ là một sản phẩm có thể đồng hành cùng các bạn từ những bản nhạc cover cho đến những buổi trình diễn âm nhạc chuyên nghiệp. Vừa rồi là những loại loa liền công suất phiên bản Active mình vừa giới thiệu. Ngoài ra thì Electro Voice còn có phiên bản Passive, tức là không tích hợp âm ly, để cho các bạn có thể lựa chọn với một mức giá thành dễ chịu hơn, hoặc nếu như bạn đã có sẵn một chiếc âm ly tại nhà. Phiên bản Passive bao gồm LX210, LX212, LX215 và hai loa siêu trầm LX212S, LX218S. Với thiết kế và cấu tạo tương tự như các sản phẩm chúng ta vừa đánh giá hôm nay, loa Active tích hợp âm ly có công suất liên tục lên đến 1200W. Còn loa thường Passive có công suất hoạt động liên tục là 300-400W, đỉnh điểm mới lên tới 1200-1300W. Bên cạnh đó, dòng loa thường cũng không được trang bị bộ khuếch đại Class D và công nghệ xử lý thông minh QuickSmart DSP. Vừa rồi thì chúng ta đã được trải nghiệm về các sản phẩm loa của dòng Electro Voice Portable LX200 và chúng ta có thể tổng kết ở những đặc điểm như sau, đó là thiết kế tối giản và tinh tế, thứ hai đó là độ bền cao và thứ ba đó là mang lại một chất âm chân thực và chuyên nghiệp. Đặc biệt với dòng loa siêu trầm thì sẽ mang lại cho chúng ta những trải nghiệm về một chất âm mạnh mẽ, vì vậy mà đóng góp vào những cuộc vui và những chương trình biểu diễn khiến cho chúng ta có thể nhận lại được một kết quả hoàn hảo đến bất ngờ. Nếu như các bạn còn băn khoăn về các thông số kỹ thuật của các sản phẩm hay bất kỳ một hệ thống âm thanh nào khác, các bạn có thể liên hệ tới số hotline 0904 575856 56 của chương trình audio. Hoặc để đặt hàng và nhận những thông tin khuyến mãi thì các bạn có thể liên hệ tới hotline 0902 188 722 hoặc truy cập vào website của tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại! Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.